Tập 21. Bạn của tôi vẫn chưa đến, cô cứ ngồi xuống trước đi. Dạ được, cảm ơn. Cảm ơn. Ông cũng đến bàn công việc hay sao? Chỉ đến uống rượu thôi. Thường ngày cô rất ít nói chuyện cùng chúng tôi. Hôm nay vừa hay có cơ hội này, chúng ta cứ từ từ nói. Thật ngại quá, tôi gọi điện thoại một chút. Được rồi. Alo, Ngải Gia, con đã ở đâu thế? Cô à, cô có chuyện gì hay sao? Không có gì. Cô có một văn kiện nhưng mà không biết để nó ở đâu. Cô muốn hỏi xem con có nhìn thấy hay không thôi. Cô đang dạo phố với bạn con rồi. Nếu không, con sẽ về tìm giúp cô. Dạo phố sao? Vậy thì con đi dạo đi, con phải vội về đâu. Vâng, con biết rồi cô. Nào, Trương Đổng, tôi mời ông một ly. Được, cảm ơn sự ủng hộ của ông dành cho chúng tôi. Xin mời. Trương Đổng à, thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một chút nha. Được rồi, cứ tự nhiên. Anh Hàn Minh. Cô à, con về rồi. Dạo phố xong rồi hay sao? Cô à, văn kiện cô muốn tìm con quên mất rồi. Cô đã tìm thấy rồi. Vậy thì tốt quá. Nếu như không có chuyện gì nữa thì con xin về phòng nghỉ ngơi trước đi. Vừa nãy cô có qua một quán rượu, cô đoán xem cô đã nhìn thấy gì? Cô nhìn thấy con và Trương Đổng. Không phải con đã nói với cô, con có hẹn với một người bạn hay sao? Con đợi cô ấy, nhưng mà cậu ấy không có tới. Sau đó con mới gặp Trương Tổng mà. Vậy sao? Nhưng mà trong điện thoại của con không nói với cô như vậy mà. Con nói con đang dạo phố với một người bạn của con. Dạo phố này của con lại dạo đến quán rượu hay sao? Cô à, con, nếu con không muốn đến cuối cùng chẳng có được thứ gì hết thì đừng có giở trò sau lưng cô. Tất cả của con đều trong lòng bàn tay của cô đấy. Cô cầm cái gì đó? Đây là văn kiện Đổng sự trưởng vừa mới ký. Bây giờ đưa đến tủ hồ sơ. Đưa đến văn phòng của tôi đi. Tôi muốn xem cái này. Cái này. Dạ. Tổng giám đốc Đinh, đây là muốn buông đệm chấp chính hay sao? Cô đang nói gì vậy? Văn kiện của Đổng sự trưởng đã phê duyệt. Tổng giám đốc muốn kiểm tra lại lần nữa hay sao? Đây là quy tắc ở đâu vậy? Chuyện giữa cô giáo tôi không cần cô phải quan tâm. Có một người cô như cô, sợ là vị trí của Đổng sự trưởng ngồi không vững đâu. Cô nói chuyện cho cẩn thận vào. Cô à, cảm giác bị người ta dắt mũi khó chịu chứ? Ngư Ấu Vi, Ngư Ấu Vi, cô muốn nói gì đây? Hồi nhỏ lúc tôi đánh cá cùng với bác Kim, được nghe rất nhiều câu chuyện về Tam Quốc, chuyện về Tào Tháo và Hán Hiến Đế. Cô có biết hay không? Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện tào lao với cô. Vậy thì Hiệp Thiên Tử Định Chư Hầu thì sao? Chắc cũng đã nghe rồi chứ. Chính cái lệnh không ra khỏi văn phòng của Đổng sự trưởng, trong mắt Như Duyên chỉ có Tổng giám đốc Đinh, mà không có Đổng sự trưởng. Ngải Gia cô đây, nói trắng ra thì cô chẳng qua chỉ là đồ trang trí, một con rối mà thôi. Cô,
mình sẽ không quay lại nữa. Mãi sẽ không. Cô à, chuyện ngày hôm đó cô đã nghĩ lại rồi. Bất luận là vô tâm hay cố ý đều khiến cho cô hiểu lầm con. Sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, con đều sẽ nói thật với cô. Còn nữa, con sẽ nhanh chóng sắp xếp lại luật sư, làm hợp đồng, và để cổ phần dưới tên của cô sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho cô. Vậy cô làm việc đi, con ra ngoài trước nha. Được. Vậy sao? Tôi cũng rất thích cái này đó. Cô nhìn đi. Sao lại khóc như vậy rồi? Lẽ nào là thật sao? Mọi người đang nói chuyện như vậy. Đấu sư trưởng chẳng qua chỉ là con rối thôi. Người cầm quyền thật sự là tổng giám đốc Đinh Trì. Nghe nói Đinh Tổng vẫn luôn muốn cổ phần trong tay của tổng sư trưởng. Vậy sao? Là thật sao? Bây giờ tổng sư trưởng cũ đang rất tức giận đó. Có kịch hay để xem rồi. Đúng đó, vậy phải xem Đinh Trì rồi. Alo, tin đồn trong công ty là thật hay sao? Ông nội, ông đừng có nghe bọn họ nói bậy mà. Cô mắng con ở trước mặt của bọn họ đều là vì tốt cho con thôi. Cô ấy hy vọng con có thể nhanh chóng tiếp nhận công việc. Ông nội à, ông đừng giận nữa. Nó mắng con ở trước mặt mọi người thật liều lĩnh quá mà. Một tổng giám đốc sao có quyền đi mắng bỏ tổng sư trưởng chứ? Có chuyện gấp đến đâu có thể về nhà rồi nói được không? Ông nội à, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cô tưởng ông muốn chuyển cổ phần cho con. Nhưng mà con đã nói rõ với cô rồi. Con và cô làm quà với nhau rồi. Ông nói cho con biết, có ông chống lưng cho con thì không đến lượt nói giáo huấn con đâu. Tiểu Trì, ta cảnh cáo con, hãy chú ý thân phận của mình đi. Ba, ba nói gì vậy chứ? Đừng có giả vờ với ta. Luật sư Đỗ đã nói cho ta biết hết rồi. 17 năm trước, sau khi anh của con xảy ra chuyện, con đã từng đòi lấy cổ phần anh của con để lại cho Tư Vũ. Lúc đó bà đã cảnh cáo con rồi, không được đánh chú ý tới cổ phần của Tư Vũ mà. Hơn nữa ba cũng đã đồng ý sẽ cho con một phần hồi môn lớn khi con lấy chồng rồi. Con nhớ kỹ, công ty của ta tuyệt đối không để cho con đâu. Ba, sao ba lại tức giận với con như vậy chứ? Những lời ba nói với con trước đây con đều nhớ. Trong chuyện này chắc chắn ba đã hiểu lầm con. Quan hệ với con và ngải gia rất tốt. Ba đừng có nghe bọn họ nói bậy mà. Đừng như vậy thì tốt. Con nhớ kỹ cho ba. Nếu ba còn nghe thấy con ra quay với ngải gia nữa, bất luận là ai, ta lập tức thu hồi toàn bộ những thứ người đó có ở tập đoàn Đinh Thị này, đuổi khỏi công ty. Sau này ai dám lên tin trước mặt của tổng sư trưởng, lập tức bị đuổi khỏi công ty. Dân à, Đinh Trì và Đinh Ngải Gia bây giờ đã xảy ra mâu thuẫn rồi. Ông nội cũng phải ra mặt nói giúp cho Ngải Gia. Alo, Sĩ Huy à? Sao vậy? Bây giờ chị đang ở biển. Chị đang chém gì vậy? Em đã ở dưới công ty chị nè. Bây giờ chị xuống đây đi. Thôi được rồi, đợi chị một chút. Đúng là hết cách mà.
Nhưng mà chị không thuộc về làng chài chúng tôi, chị sẽ ngày càng xa cách em sao? Chị đó, chị từng tuổi này rồi, đeo giày cao gót làm gì? Chỗ này có khe hở được rồi. Hơn nữa, ai chưa từng đeo giày cao gót chứ? Lúc trước chị còn làm việc tại quán bar, không phải mỗi ngày chị làm quen chút sẽ tốt hay sao? Trời ơi, em không biết. Hôm nay chị của em đắc ý biết mấy. Em cảm thấy chị đã thay đổi rồi đó. Thật ra ăn mặc như vậy, biến thành bộ dạng như bây giờ là ý của mẹ chị. Bà ấy hy vọng chị có thể tìm thấy ba, có thể nhận lại ba. Nhưng bà Sĩ Quy, em yên tâm đi, chỉ cần em vẫn coi chị là chị thì chị vẫn là người ấu phi của trước kia, sẽ luôn yêu thương em. Bất luận như thế nào, bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì, chị muốn cho em biết. Riêng về điểm này, chị sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi đâu. Vậy sau này chị sẽ đối đầu với Úc Mỹ sao? Chị thật sự sẽ đối đầu với cô ấy sao? Không phải chị đối đầu với cô ấy, chị chỉ muốn cô ấy không tiếp tục làm chuyện xấu nữa thôi. Cô ấy lấy thân phận của một người khác sống mười mấy năm, em cảm thấy cô ấy vui vẻ hay không? Lẽ nào cô ấy không muốn trở lại làm chính mình sao? Có khả năng này hay sao? Đương nhiên là có khả năng này rồi. Chỉ cần để cô ấy trở về bên cạnh người thân thật sự, cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, chị thấy bất luận thế nào cũng không có cách nào ngăn cản cô ấy về nhà được. Cũng giống như không có thứ gì có thể ngăn cản chị trở về sao? Sĩ Huy à, được rồi, đừng nói nữa. Em quyết định giúp chị. Em giúp chị gì chứ? Chị không cần em giúp mà. Em chỉ cần chăm chỉ học tập thôi, không làm phụ lòng chị phải đi bán cá nhiều năm là được. Để Ông Mỹ trở về nhà, có phải chị cũng trở về nhà hay không? Đây không phải là giúp chị là gì? Sĩ Huy, em và mẹ phải đối tốt với cô ấy, cho cô ấy sự ấm áp của gia đình. Chị tin cô ấy sẽ đồng ý quay về thôi. Bất luận chị đi đến đâu, em vẫn sẽ bảo vệ cho chị. Cô đến đây làm gì? Tôi về đây xem thế nào. Đinh đại tiểu thư đến nơi tồi tàn này của chúng tôi, có gì đáng để xem? Ngư Sĩ Huy, em và mẹ phải đối tốt với cô ấy, cho cô ấy sự ấm áp của gia đình và hãy giúp đỡ cho cô ấy. Cô ấy sẽ đồng ý quay về thôi. Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi đó. Canh đến đây, cẩn thận một chút. Để đó cho con, nóng đó. Mười lăm năm rồi,
Cậu có thể ngồi ở bên chiếc bàn này, thật không dễ dàng gì hết. Ăn cơm đi. Nào nào, ống Mỹ à, con ăn đi. Ống Mỹ, mẹ có lỗi với con. Xin lỗi. Năm đó mọi người cho con đi, mở khách sạn, trị bệnh cho Sĩ Huy, một gia đình hòa thuận đầm ấm. Có ai từng nghĩ đến sự sống chết của con chưa? Mẹ vẫn luôn nhớ đến chị. Ăn cơm đi. Con không thể ở lại lâu quá, không thể để cho Đinh Kỳ biết con ở đây. Chị thích ăn món này, cho nên ăn nhiều một chút. Em chỉ còn nhớ chị thích ăn rau thơm. Đương nhiên là nhớ rồi. Nếu canh không cho rau thơm thì cả bữa cơm chị sẽ không vui đâu. Thế nào? Ngon lắm. Ông Mỹ à, ngon thì sau này hãy về nhà thường xuyên cho con. Bây giờ Đinh Trì vẫn còn làm khó chị hay sao? Rốt cuộc bà ta muốn thế nào đây? Cô ấy, alo, cô à, mẹ, con đi vệ sinh một chút, mẹ ăn trước đi, được. Con biết rồi. Buổi sáng đã xử lý xong mấy chuyện đó rồi. Cô à, sao vậy? Cô muốn đặt giá thầu, chuyển tất cả tài sản của công ty. Được được, ngày mai con xử lý cho. Được rồi, chúc cô ngủ ngon. Em nói đều là thật sao? Đúng vậy. Ông nội của chị không cho phép Đinh Trì dòng có tới cổ phần trong tay của Đinh Ngải Gia, cho nên Đinh Trì sẽ không ép Đinh Ngải Gia chuyển cổ phần cho bà ta. Nhưng bà ta đã nghĩ ra được cách khác, chính là để Đinh Ngải Gia dùng cách đấu thầu đem tất cả tài sản của Đinh Thị chuyển ra bên ngoài công ty. Ngư Ngẫu Phi, cảm ơn cô đã giúp tôi đối phó với Đinh Trì. Thông qua đấu giá, anh biết rồi. Vậy có nghĩa là chỉ cần người đấu giá thành công, không phải người họ muốn, hoặc giá đấu giá thành công không phải giá như họ mong muốn đều được. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Em thật sự không biết.
Thật ra cũng không khó đâu. Đau đầu quá. Thế nào rồi anh Hàn Minh? Bây giờ đã ổn hơn chưa? Được rồi, thoải mái rồi chứ? Rất thoải mái. Vậy bây giờ có thể nói được rồi chứ? Được rồi. Bọn họ muốn chuyển tài sản thì phải tìm công ty hợp tác, đấu thầu với giá cao với Đinh Thị. Sau đó sẽ sinh ra chênh lệch giá ở trong đó. Đó chính là số tài sản họ muốn chuyển. Em đã hiểu chưa? Vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cần đưa ra một mức giá hợp lý, không có chỗ cho giá đấu thầu là được rồi. Thông minh. Em còn tưởng là anh có thể nghĩ ra được cách gì hay chứ. Chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Những gì anh nói đâu có dễ gì chứ. Có lẽ chúng ta có thể nhờ đến Sĩ Quy giúp đỡ. Sĩ Quy? Em không muốn nói chúng ta vào chuyện này đâu. Ngư Ấu Mỹ là chị của cậu ấy. Ngư Hữu Cước cũng đã tham gia vào rồi. Anh nghĩ là cậu ấy không muốn người thân của mình rời bỏ mình. Được rồi, em sẽ đi nói chuyện với Sĩ Huy. Ấu Vi, sao vậy? Thật ra em nhớ mấy ngày trước anh muốn nói cái gì. Không có gì, em ngồi xuống đi. Nói xong rồi đi cũng được mà. Thật ra anh muốn nói với em là cuộc sống này không chỉ là về nhà, không chỉ là xem TV, không chỉ là kiếm tiền, không chỉ là ước mơ. Thật ra còn có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Rốt cuộc là anh muốn nói gì với em? Không sao, anh chỉ nói như vậy thôi. Phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Không sao, không sao. Cứ coi như là anh vẫn chưa nói gì đi. Thật kỳ lạ quá mà. Thôi em đi đây. Đi đây. Cuộc sống không chỉ là trở về nhà, không chỉ là xem TV, không chỉ là kiếm tiền, không chỉ là ước mơ. Thật ra còn rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nữa. Thật kỳ lạ mà. Tiêu rồi, mình quên mất. Cái đầu óc này. Đi đâu vậy? Sắp đến rồi, không được mở mắt ra đâu. Sao có thể mở chứ? Mở cũng đâu có nhìn thấy. Chỗ nào, đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng, đúng rồi, sắp tới rồi, chỗ nào. Rẽ trái, rẽ trái. Rẽ trái hả? Được rồi. Quay người lại đi. Anh có thể mở mắt ra được chưa? Được rồi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em. Nhưng mà hình như sinh nhật của anh đã qua rồi. Sinh nhật bù không được hay sao? Lần trước thật sự là em đã quên. Thật ngại quá. Đến sinh nhật của anh mà cũng quên nữa. Em cảm thấy thế này anh sẽ chấp nhận hay sao? Anh sẽ không chấp nhận em đâu. Đau. Anh nhìn xem anh kìa. Sao lại so đo như vậy hả? Em quên thì anh phải nhắc nhở em chứ. Còn lấy cái gì mà đạo lý cuộc sống ra để làm nền chứ? Anh tưởng anh là cung xử nữ hả? Con già mờm như vậy.
Anh chỉ không muốn nhìn thấy em mỗi ngày đều sống trong thù hận thôi. Anh hy vọng mỗi ngày em đều vui vẻ. Em là duy nhất của anh. Tiêu rồi, mưa rồi. Em, bánh kem của em phải làm sao đây? Không phải chứ. Đây, anh mau ước đi. Nhanh lên, anh nhanh lên đi. Bánh kem không thể nào ăn được nữa rồi. Nào, nhanh lên, che trước đi. Nến của em đã chuẩn bị rất lâu đó. Nhanh lên. Anh ước. Bây giờ anh sẽ ước. Ước nguyện của anh chính là cùng với ngư ấu vi. Đợi một chút, sao vậy? Nguyện vọng không được nói ra. Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Anh cứ nói đấy. Em quản anh được hay sao? Nguyện vọng của anh chính là ngư ấu vi. Sẽ mãi mãi ở bên ngư ấu vi. Em hát gì vậy chứ? Thật khó nghe. Ước xong rồi hả? Thổi nến gì chứ? Khắp nơi đều là nến. Phải thổi cái nào đây? Em xem, bánh kem không có nến thì thổi thế nào chứ? Thổi cái nào? Thổi đi chứ. Đừng nghịch nữa. Đừng có qua đây. Cọ một chút nha. Đáng ghét. Nào. Đã xử lý đến đâu rồi? Chuyện cô giao cho con làm, cô còn không yên tâm sao? Bởi vì giao cho con, cô mới không yên tâm nữa. Tình hình bây giờ là lần này mấy công ty đấu giá đều là do con tự tìm. Công ty trúng thầu là công ty xây dựng Thần Quang, đã thành lập được 5 năm. Tuy là quy mô không lớn lắm, nhưng mà danh tiếng trong ngành của họ rất tốt. Là một công ty có thực lực trong giới xây dựng. Điều quan trọng nhất là còn có mối quan hệ rất tốt với ông chủ bên đó. Cho nên cô cứ yên tâm đi. Ông đội chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì đâu. Chuyện không nên nói, con không có nói đấy chứ. Cô à, con đâu phải là đứa trẻ 3 tuổi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con không biết hay sao? Con đã bàn xong rồi. Trong khoảng trống trên hợp đồng, hơn nữa số tiền này khi đến, con sẽ lập tức chuyển sang công ty bên ngoài cho cô. Đây là tài liệu bọn họ chuẩn bị, năng lực công ty và còn cả bản đấu giá. Chỉ đợi giá quy định từ phía chúng ta. Cô à, nếu cô vẫn còn chưa yên tâm thì cứ tự kiểm tra đi. Không phải là cô không tin con. Cô cũng biết đấu giá lần này rất quan trọng, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Giá cả cô sẽ gửi qua email cho con. Con mau chóng liên hệ với người bên đó đi. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Con biết rồi mà. Yêu mẹ à, chị bạn bà. Bố sư số của là mà. Ông Mỹ à, hôm nay Sĩ Huy muốn nấu cho con một bữa cơm. Con xem nó là một bàn món ăn. Nó nấu cơm cũng rất được đó. Bình thường tiếp đãi ông bà nội nó cũng không chịu làm. Hôm nay mẹ cũng được hưởng là nhờ con đó. Lần sau không được như vậy nữa được không? Được, mau ngồi xuống ăn cơm đi con. Sĩ Huy đâu? Nó đang ở trong bếp. Còn bát canh nữa là xong. Vậy để con giúp em ấy. Nhanh lên. Nhanh lên, sao mà em lại chậm như vậy hả? Chị nhỏ tiếng chút thôi, sao người ta không nghe thấy hay sao? Em xuống dưới này, trông chừng giúp chị sẽ nhanh thôi. Em biết rồi. Sĩ Huy, được rồi. Cẩn thận đó, tuyệt đối không được để cho cô ấy phát hiện ra. Được, em biết rồi mà.
ngư ấu Mỹ. Cô sẽ không phát hiện ra chứ? Chắc chắn ấu Mỹ đã nhìn thấy em rồi. Nhưng mà rốt cuộc cô ấy nghĩ gì vậy? Tại sao cô ấy lại phải diễn kịch cùng chúng ta? Đừng lo lắng, có lẽ đây là một chuyện tốt thôi. Em biết rồi, cô ấy nhất định là muốn đem hết trách nhiệm đổ lên người của em. Cô ấy muốn mượn tay của em. Có phải như vậy hay không? Đúng. Thật thâm độc mà, quá nham hiểm rồi. Anh nói cho em biết, Đinh Trì sẽ không tha cho em đâu. Tốt nhất em nên cẩn thận một chút. Bất luận thế nào thì cô ta cũng sẽ không tha cho em đâu. Bây giờ em không sợ cô ấy. Ông Mỹ à, ăn qua quả đi. Cô ăn no chưa? Mẹ gói ít cá viên cho con mang về nha. Chị à, mẹ đang hỏi chị đó. Chị đang no chưa? Con ăn no rồi. Sĩ Huy à, bảo chị của con ăn qua quả đi, để mẹ gói chút cá viên cho nó. Vâng. Chị à, cái đó chị ăn chút qua quả đi, em đi giúp mẹ dọn dẹp nha. Được, chị vẫn còn có việc. Vậy chị làm việc đi. Không phải con nói đã làm xong rồi hay sao? Đây chính là kết quả con làm hay sao? Nói đi chứ, thường ngày không phải là rất hay nói hay sao? Sao vậy, câm rồi hả? Con đã dựa theo giá của cô đưa cho con để làm mà. Báo giá của cô, con nhìn cho kỹ đi. Mở to mắt ra nhìn kỹ đi. Có bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu. 100 triệu. Cô à, trong email của con thật sự là 50 triệu. Không tin, không tin thì bây giờ cô xem thử đi. Cô đừng có tưởng con đội chống lưng cho con liền không biết kiêng nể cô. Con tưởng là sau này Đinh Thị sẽ là của con sao? Cô cảnh cáo con, con nếu như dám thông đồng với người ngoài, giở trò sau lưng của cô, cẩn thận sẽ chịu hậu quả đó. Cô à, sao cô lại không tin lời con nói chứ? Cô thật sự không làm gì hết mà. Vậy sao? Vậy cô hỏi con, gần đây con đã đi đâu và gặp những ai chứ? Gần đây mấy ngày nay cô đều bận xử lý các việc lớn nhỏ trong công ty. Chỉ từ nhà đến công ty cô làm gì có thời gian? À đúng rồi, tối hôm qua con có tới nhà họ Ngư. Con đến cái nơi tồi tàn đó làm gì? Cũng không có gì hết. Bọn họ mời con tới đó ăn cơm. Sau đó cô đã đến đó ăn cơm. Tại sao lại chọn lúc này gọi cô tới đó ăn cơm? Cô không phải nghi ngờ bọn họ đó chứ? Con nhớ ra rồi, biểu cảm tối hôm qua của người sĩ Quy không được tự nhiên. Là cậu ấy, là cậu ấy đã động vào email của con. Không đúng, Ngư Ấu Vi, nhất định là Ngư Ấu Vi đã giở trò rồi. Ngư Ấu Vi? Đúng rồi, người sĩ Quy cậu ấy chẳng hiểu gì hết. Nhất định là Ngư Ấu Vi đã sai khiến cậu ấy. Sai khiến cậu ấy làm như vậy. Cho dù Ngư Ấu Vi có bảo cậu ta sửa, nhưng lúc trước khi con gửi đi, sao lại không xem? Sao con có thể để cho bản thân phạm phải sai lầm lớn như vậy? Con luôn bảo cô phải tin con, nhưng mà sao cô có thể tin con được đây? Con ngoài làm hỏng chuyện ra, còn có thể làm được gì? Mang một đống bỏ đi về. Cô à, cô đừng lo lắng nữa mà, đều là lỗi của con hết. Vậy chúng ta có thể nghĩ cách khác không? Xem ra có thể cứu vãn được gì. Kết quả đấu thầu đã được công bố rồi, sao có thể cứu vãn được đây? Giá cả bây giờ đến công ty Thần Quang cũng không có lợi nhuận. Cô nói phải làm sao đây? Cô nói cho cô biết nên làm gì đây? Nói mau.
Rốt cuộc là anh muốn tặng cho em cái gì vậy? Em sốt ruột như vậy làm gì? Đợi một chút nữa con phải biết rồi hay sao? Còn thừa nước đục thả câu em nữa, em muốn mở mắt. Không được. Em nói cho anh biết, anh tuyệt đối đừng có lấy 999 đó hoa hồng từ trong cốp xe đấy, hoặc bong bóng tình yêu gì đó. Em tuyệt đối không có cảm kích đâu nha, bởi vì em không thích, rất là sến súa luôn đó. Em yên tâm đi, món quà này chắc chắn đủ tư cách chúc mừng em chiến thắng đầu tiên. Quà gì vậy hả? Đợi một chút, chưa cho em mở thì không được mở đâu. Đã biết chưa? Đợi một chút. Em biết rồi mà. Em xem, cái gì vậy? Là chó đó. Nó tên là gì vậy? Nó tên là Quang Quang. Chị ôm một cái nào. Nào, em thích không? Em thích lắm. Vậy sau này nó sẽ ngày ngày ở bên em, có được không? Thật không anh? Quá tốt rồi. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho nó nha. Được làm ba với mẹ của nó. Nó là Quang Quang. Đúng vậy. Quang Quang, nhiều năm không gặp, tao nhớ mày quá. Em muốn chơi với nó. Nào. Giỏi thật đấy. Đúng vậy. Quang Quang, Quang Quang qua đây. Quang Quang, Quang Quang à. Quang Quang. Ông Quang, sao lại như vậy chứ? Dân, cháu biết rồi. Bây giờ cháu về ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Trì sắp hành động rồi. Em đừng lo lắng. Em phải nhớ kỹ, em là đại biểu cổ đông. Đi đi. Chậm thôi chậm thôi. Quang Quang. Đinh Trì, đem chuyện của đại diện sử dụng quyền cổ đông của tôi báo cho lão già họ Đinh đó. Lại nói thêm vào chuyện của cô với Hạng Minh nữa. Lão già họ Đinh đó khi nóng lên sẽ đồng ý mở cuộc họp cổ đông lâm thời. Được rồi mọi người, hôm nay gọi mọi người đến đây để mở cuộc họp cổ đông lâm thời này, để thảo luận một vấn đề duy nhất. Đó chính là có nên tiếp tục giữ Ngư Ấu Vi ở công ty hay không. Đây là sao chứ? Chuyện gì vậy? Có ý gì vậy chứ? Rốt cuộc là sao đây? Sao lại như vậy chứ? Sao lại không nói vậy? Là giám đốc, lại là người có liên quan đến vấn đề nói ngày hôm nay. Sao lại không thông báo trước cho tôi một tiếng? Cô biết chủ đề ngày hôm nay là được rồi. Có hay không có ở đây không quan trọng gì hết. Tôi có hay không có, không phải một người có thể tùy tiện quyết định được đâu. Cô có hay không thì có thể họp riêng, nhưng cô còn có quyền lực đến tham gia vào quyết sách của công ty hay không? Vấn đề này đã rất nhiều người phản ánh rồi, và công ty cũng đã tìm hiểu chi tiết. Cô Ngư Ấu Vi đang qua lại với Hàn Binh, đại diện Tổng sự trưởng tập đoàn Hàn Thị, cũng chính là công ty đối thủ của chúng ta. Hàn Binh, Hàn Binh, cô Ngư, cô có thừa nhận hay không? Như vậy không tốt lắm. Giải thích thế nào đi? Tôi thừa nhận Hàn Binh là bạn trai của tôi. Sao có thể như vậy chứ? Cô Ngư Ấu Vi đang ở vị trí quan trọng nhất của tập đoàn Đinh Thị chúng ta. Tất cả các quyết sách to nhỏ của công ty, còn tất cả các khâu khác, cô ấy đều rất hiểu rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà bây giờ quan hệ giữa cô ấy với Hàn Binh dẫn tới công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiết lộ bí mật bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất lớn, không thể nào, không thể loại bỏ được. Tôi đồng ý với ý kiến của Đinh Tổng đây. Gần đây còn một vụ nữa, đó là cô Ngư đã bán kế hoạch công ty với giá cao cho Hàn Thị, dẫn tới bị kiện cáo. Không đau, chuyện đó không phải đã rõ rồi hay sao? Tuy chuyện này đã rõ rồi, nhưng mà ruồi không nhắm vào trứng, không có khe hở. Chúng ta có cơ hội để người ta nắm được thớt. Đó là bởi vì cô Ngư có qua lại với Hàn Binh. Có một sẽ có hai.
Khó đảm bảo chuyện này sau này sẽ không xảy ra thêm lần nữa. Cho nên tôi cho rằng nên mời cô Ngư rời khỏi hội đồng quản trị, đó mới là phương pháp tốt nhất. Nếu nói chỉ vì lý do này mà sa thải tôi, tôi sẽ thay mặt ông Lý Khởi Quang đề nghị sa thải chức đại diện đồng sự trưởng của cô Đinh Ngải Gia. Chỉ cần cô đồng ý với tôi rời xa anh Hàn Minh, tôi có thể giúp cô tìm thấy sĩ Huy. Chúng ta chia tay đi. Sau này anh đừng đến tìm em nữa. Em không muốn anh trở thành hòn đá cản đường để về nhà của em đâu.